đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với cơ chế một cửa quốc gia. Doanh nghiệp bất động sản khát vốn. Việc nới hạn mức tín dụng sẽ có chọn lọc. Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án khu dân cư tại thị xã Hương Trà. VPBA tổ chức lễ kết nạp hội viên mới. Xin kính chào quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV, và tôi là biên tập viên Hoàng Nam của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công Thương cho biết để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân, tính đến nay ngành công thương đã cung cấp tất cả 297 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý được triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên. Trong đó, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công Thương đang cung cấp 236 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ dịchvucong.moit.gov.vn, 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 228 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, với gần 40.000 doanh nghiệp tham gia khai báo. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021 là 1.617.249 hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến. Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn đề ra trong năm 2021. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, Bộ Công Thương triển khai việc in thẳng CO, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, mẫu D điện tử thành file PDF có mã phản hồi nhanh QR code trên hệ thống Ecosy. CO mẫu D là mẫu CO đầu tiên trong 10 mẫu CO sẽ được triển khai điện tử trong giai đoạn này. Việc triển khai thể hiện cam kết của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay. Như vậy, đến nay, Bộ Công Thương hiện đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2021 là 282.564 hồ sơ. Riêng đối với thủ tục cấp CO mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, kết nối thành công với cơ chế một cửa ASEAN và đã trao đổi CO mẫu D điện tử với 9 nước, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines. Trong năm 2021, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 203.663 hồ sơ. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử với các nước, khối, cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Với kết quả đạt được, Bộ Công Thương đã được Văn phòng Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với việc kết nối Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cả về số lượng dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ điện tử. Hiện nay, mặc dù nhiều ngân hàng thương mại khẳng định vẫn cho vay bất động sản bình thường, song doanh nghiệp lại cho biết không hề bình thường chút nào khi hồ sơ bị ngâm nhiều tháng chưa được giải ngân. Ông Nguyễn Minh Nhật, Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group cho biết, doanh nghiệp này đang làm hồ sơ vay 2.000 tỷ đồng, nhưng chờ 3 tháng nay vẫn chưa được. Các ngân hàng thông báo hết room và cho biết từ tháng 6 năm 2022 sẽ giải ngân lại với mức độ hạn chế. Một số ngân hàng ngưng giải ngân cho khách hàng mua nhà hình thành trong tương lai. Các ngân hàng bảo vẫn cho vay bình thường, nhưng ở góc độ doanh nghiệp tôi xin nói thẳng rằng là chẳng bình thường chút nào. Thông tin vay vốn từ ngân hàng làm chúng tôi rất bất an. Trong khi đó, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp bất động sản rất cần nguồn vốn từ ngân hàng. Ông Nhật thông tin tại tọa đàm khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản diễn ra ngày 7 tháng 6 năm nay. Ông Nhật đề nghị cần có hành lang pháp lý rõ ràng, thông thoáng để doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách và triển khai dự án. Hiện nay, tất cả 4 kênh huy động vốn đều bị vướng, không riêng gì khâu tín dụng từ các ngân hàng. Thừa nhận thực tế mà doanh nghiệp nêu, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea, thị trường bất động sản hiện thiếu trầm trọng thanh khoản. Có nhiều nguyên nhân khiến những dự án không thể đưa ra thị trường, thiếu sản phẩm trong khi nhu cầu xã hội, nhu cầu của nhà đầu tư rất lớn. Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay là nguồn vốn. Tín dụng là bệ đỡ của nền kinh tế, là mạch máu, bình oxy, dưỡng khí của thị trường bất động sản. Không tiếp cận được nguồn vốn này, doanh nghiệp gần như ngộp thở, dẫn đến tắc thở. Người dân cũng vô cùng khó khăn, ông Lê Hoàng Châu cho biết. Dẫn số liệu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra,
tín dụng bất động sản đang ở mức 2,2 triệu tỷ đồng, nợ xấu 1,6%, chiếm gần 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định không có văn bản nào về siết tín dụng bất động sản. Ông Châu đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách cụ thể hóa chủ trương không siết này để doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng. Thưa quý vị, hiện nay các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% từ gói ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, gói hỗ trợ lãi suất 2% là tiền ngân sách. Nếu bị lợi dụng hoặc cho vay đối tượng không phù hợp, ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro nên ban đầu ngân hàng khá e ngại. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước có thông tư hướng dẫn hạch toán phần hỗ trợ lãi suất thông thoáng hơn so với trước, tạo điều kiện triển khai nên các ngân hàng thương mại đã tích cực bắt tay vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hỗ trợ nền kinh tế tăng tốc. Dù vậy, không ít ngân hàng thương mại đã gần hoặc sử dụng hết hạn mức tín dụng room nên khó giải ngân sớm cho các đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%. Nhiều ngân hàng thương mại đang ngóng việc nới room tín dụng nhưng chưa được cấp thêm, bởi Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, yêu cầu của các tổ chức tín dụng để tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao. Về việc này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết, tín dụng tăng mạnh trong những tháng đầu năm khiến nhiều ngân hàng thương mại hết hoặc sắp hết room tín dụng, cho thấy nền kinh tế khởi sắc sau dịch Covid-19, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng tăng lên. Do đó, việc nới room tín dụng là cần thiết, nếu không sẽ khó triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ngân hàng Nhà nước cũng phải rà soát kỹ hoạt động tín dụng, cũng như tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại, nên việc nới room cũng phải có chọn lọc, ưu tiên cho các ngân hàng mạnh, có độ tuân thủ cao về an toàn vốn. Ông Hùng cho hay. Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương xây dựng quy trình nghiệp vụ, tập huấn và hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống để thực hiện giải ngân gói hỗ trợ 2%. Các tổ chức tín dụng công bố đầy đủ thông tin về các quy định và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đối với chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng. Trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất phải có văn bản thông báo cho khách hàng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt liên doanh Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thực hiện dự án khu dân cư 11,9 ha tại thị xã Hương Trà. Ngày 8 tháng 6, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cho biết, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt liên doanh Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thực hiện dự án khu dân cư 11,9 ha tại thị xã Hương Trà. Dự án khu dân cư Tứ Hạ Hương Văn có diện tích sử dụng đất 11,9 ha, tổng kinh phí thực hiện dự kiến 592 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng không quá 57 tháng. Thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án không quá 21 tháng, thời điểm tính tiến độ đầu tư được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt từ 70% tổng diện tích đất dự án giao cho nhà đầu tư. Dự án sẽ hình thành nên khu dân cư, thương mại dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân cũng như nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ của khu đô thị. Bên cạnh đó, dự án cũng đóng góp phần chỉnh trang, tạo không gian đẹp cho cửa ngõ phía Bắc đi vào thành phố Huế. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Theo đó, dự kiến đầu tư thực hiện trong giai đoạn năm 2021-2025 là 386 dự án với tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư trung hạn là 11.121,625 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số vốn nguồn thu hợp pháp để dành cho đầu tư thực tế đến năm 2021 của các đơn vị là 6.167,263 tỷ đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát bố trí kế hoạch vốn hàng năm từ nguồn thu hợp pháp để dành cho đầu tư đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối theo số vốn thực tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khả năng huy động và cân đối vốn từ nguồn thu hợp pháp để dành cho đầu tư của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 theo các nguyên tắc sau. Bố trí vốn để hoàn ứng trước, bố trí vốn hoàn trả các nguồn vốn vay đến hạn thanh toán, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án đang thực hiện chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới giai đoạn năm 2021-2025. Bố trí vốn cho các dự án đề xuất chủ trương đầu tư mới trong giai đoạn năm 2021-2025. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, với đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 bằng nguồn vốn trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn năm 2021-2025. Nâng cấp, cải thiện được cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc, sinh hoạt cho viên chức, người lao động. Đặc biệt, một số lĩnh vực y tế hoàn thành sẽ được cải thiện cảnh quan, khuôn viên bệnh viện thông thoáng cho người dân đến thăm, khám bệnh, nâng cao chất lượng khám bệnh cho người dân. Đồng thời, đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc có công nghệ hiện đại, đáp ứng được xu hướng phát triển liên tục về công nghệ, mang lại hiệu quả đầu tư, tạo ra nguồn thu để tái đầu tư, san sẻ gánh nặng đầu tư từ ngân sách thành phố. Ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ năm 2022-2027 với phương châm đổi mới, trí tuệ, phát triển. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 4 2016-2022, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành quả trong thời gian qua cùng những vấn đề cần khắc phục. Từ đó hướng đến những mục tiêu cao hơn, đưa Hiệp hội phát triển không ngừng lớn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Đại hội nhiệm kỳ năm 2022-2027 được tổ chức gồm 2 phiên theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 6 và sáng ngày 9 tháng 6 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự đại hội có khoảng 500 đại biểu là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính phủ, các bộ, ban, ngành, trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các tổ chức hữu quan trong nước và quốc tế, chuyên gia các lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, cơ quan báo chí, truyền thông và đông đảo các doanh nghiệp hội viên. Trong phiên họp sáng ngày 9 tháng 6, đại hội đã thông qua các báo cáo như báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 4 2016-2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 5 2022-2027, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 4 2016-2022, báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 4 2016-2022. Trong nhiệm kỳ 4, Hiệp hội đã bám sát tôn chỉ và mục đích đề ra, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết và thu hút được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, là cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp hội viên với nhà nước, phản ánh và đề xuất kịp thời các giải pháp với chính phủ và các bộ ngành địa phương để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển thị trường bất động sản. Ngoài ra, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế cũng được Hiệp hội tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả. Từ đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam không ngừng được nâng cao vị thế và vai trò của mình, góp phần quan trọng thay đổi tích cực cho bộ mặt đô thị theo hướng hiện đại hơn, tiện nghi hơn, thay đổi chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân tại khu vực đô thị lớn lẫn các địa phương. Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, đại hội đã thu hút nhiều bài tham luận của nhiều bộ, ban, ngành, hữu quan, chuyên gia, doanh nghiệp về các lĩnh vực như phát triển thành phố mang tầm quốc tế, thực tiễn chuyển đổi số trong xây dựng bất động sản và đồng thời bàn về việc phát triển các thị trường nhà ở xã hội, bất động sản du lịch, bất động sản công nghiệp. Đặc biệt, đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 5 theo tiêu chí lựa chọn những thành viên thực sự tiêu biểu, tâm huyết, trí tuệ, đủ đáp ứng nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội. Sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và yêu cầu ngày càng cao của nhân dân trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản giai đoạn tới. Trong đó, danh sách 15 thành viên Ban Thường trực Hiệp hội trong khóa mới nhiệm kỳ 2022-2027 đã được thông qua phiên sáng ngày 9 tháng 6. Ông Nguyễn Văn Khôi, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khóa 4 đã trúng cử, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ mới lần thứ 5 2022-2027.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch nhấn mạnh với phương châm đổi mới, trí tuệ, phát triển, với định hướng đúng, khát vọng phát triển mạnh mẽ, đại hội nhiệm kỳ 5 quyết tâm bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của Đảng, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bám sát chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện hóa bằng các chương trình, đề án, giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đại hội nhiệm kỳ 5 được diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19. Trước những thành tựu tiến bộ của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các bộ ngành đang tập trung nghiên cứu, sửa đổi các luật, cơ chế, chính sách liên quan nhằm phát triển lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản một cách bền vững. Đến nay, hội viên hiệp hội đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách khơi thông nguồn lực và khát vọng đồng hành phát triển cùng đất nước. Trên cơ sở đó, có thể thấy trách nhiệm của đại hội nhiệm kỳ 5 là vô cùng lớn. Đại hội đã góp phần định hướng sự phát triển của lĩnh vực bất động sản nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư gắn với hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế số, nhân tố quyết định tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đặc biệt, đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo có năng lực, tạo được niềm tin đối với hội doanh nghiệp, giúp các hội viên tháo gỡ những vướng mắc, xây dựng phương hướng, giải pháp và tổ chức triển khai hiệu quả nghị quyết của đại hội. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 6, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã tổ chức buổi lễ kết nạp hội viên mới cho các hội viên tổ chức và hội viên cá nhân với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng các hội viên trực thuộc hội VPPA. Tại sự kiện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch hội VPPA, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã trao quyết định kết nạp và chứng nhận hội viên tổ chức cho hai thành viên mới là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Credito Châu Á và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phát triển Beauty Việt Nam. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Credito Châu Á là một công ty công nghệ chuyên về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ tài chính. Với sự điều hành của các thành viên là đội ngũ chuyên gia hàng đầu về công nghệ, được đào tạo chuyên sâu tại Singapore, Hàn Quốc và Bỉ, đối tác của công ty ngày càng mở rộng trong và ngoài nước, trong đó có các công ty hàng đầu trên thế giới. Tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch hội VPPA nhấn mạnh: Tôi rất vui và nói rằng sau cái đại dịch này thì cái hội viên mà chúng ta lọc ra để mà đến với hội đó, đến với hội, họ tìm đến với hội đó, thì có thể nói rằng là những hội viên rất có chất lượng. Ví dụ như là những cái hội viên về công nghệ thông tin để mà thực hiện cái doanh nghiệp số, rồi thì là quốc gia số, xã hội số. Thì phải nói rằng là đây là một cái doanh nghiệp rất là lớn mà họ làm về công nghệ thông tin. Có thể nói là họ giúp được doanh nghiệp rất là nhiều, giúp doanh nghiệp nhiều lắm. Và có nhiều những cái vấn đề mà tôi phải nói là rất mới. Tôi hy vọng rằng sắp tới họ sẽ triển khai các cái chương trình này. Thì bản thân hội là cái cầu nối mà giúp cho doanh nghiệp những cái công nghệ đó. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phát triển Beauty Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và định hướng phát triển thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp Việt Nam, đào tạo phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp làm đẹp hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững. Đại diện cho công ty Beauty Việt Nam tham gia hội viên tổ chức hội VPPA là bà Nguyễn Như Ngọc, Giám đốc điều hành. Bà Nguyễn Như Ngọc, Giám đốc điều hành công ty Beauty Việt Nam bày tỏ: Công ty Phát triển Beauty Việt Nam có thành lập một cái, có tổ chức một cái ngày hội đối với ngành làm đẹp Việt Nam sau 2 năm Covid. Thì ngày hôm đó cũng muốn là ra mắt Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Sắp tới sau đại dịch Covid thì sẽ phát triển rất là nhiều, cũng hoạt động rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực là doanh nhân. Đối với ngành beauty cũng như những doanh nghiệp khác nói riêng, sẽ phát triển theo cái đường lối là đúng đắn, đúng pháp luật và cũng như là mang lại những cái giá trị cho Việt Nam của chúng ta. Người đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Credito Châu Á tham gia với tư cách hội viên tổ chức là ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hai thành viên của công ty tham gia hội VPPA với tư cách hội viên là ông Lê Sĩ Quốc, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Tổng Giám đốc. Chia sẻ tại lễ kết nạp, ông Lê Sĩ Quốc, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Credito Châu Á cho biết:
Công ty Credito trước hết là hôm nay rất là vinh dự được trở thành thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Thì với tư cách là thành viên của hội, thì thứ nhất là Credito mong muốn là mang lại những giá trị cho các doanh nghiệp trong nước, giúp các doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ hơn trong cái thời đại 4.0. Bởi vì Credito là một công ty mà có thực sự là rất là nhiều các cái gọi là thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ 4.0 này. Xin cảm ơn. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế, bất động sản. Và nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề về đầu tư hay là cập nhật về thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chúng tôi, đó là 08-2346-5555 hoặc là gửi về địa chỉ email truyền hình invest@gmail.com. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin này ngày mai.